Darwin Núñez tính đến thời điểm này. Và phần còn lại của Liverpool chỉ tạo ra được có 19 cơ hội thôi. Dứt điểm. Đá của cầu thủ 20 tuổi Bradley. Giờ là Núñez. Núñez làm gì? Quả tạt. Đây đâu. Rất đáng tiếc là không có bàn thắng cho cầu thủ Liverpool. Núñez đã làm hết rồi. Và câu chuyện còn lại là của Bradley, nhưng anh đã hướng trái bóng đi ra ngoài khuôn khổ của khung thành. Khá nguy hiểm. Không ao. Đó lại là Bradley. Không thể vượt qua được Kelly. Lần này thì đã có lỗi của Lewis Cook rồi. Christie. Đã có lỗi của Conor Bradley. Một bàn thắng thôi cho Bournemouth vào lúc này cũng đủ giúp cho tinh thần của họ dâng lên rất cao. Đã có lỗi. Lỗi thuộc về Bradley đối với Scott. Núñez quả tạt. Không thể đánh đầu. Cơ hội. Cú đá hụt là của Jota. Nhưng ở cú đá thứ hai thì đó là bàn thắng cú đúp cho Jota. Ấn tượng với Jota ở trong những phút đã qua. Núñez cũng đã chiếm lĩnh được một vị trí đủ ổn để không việt vị ở trong pha bóng vừa rồi. Anh cũng đã làm rất hay những tình huống trước đó rồi. Còn đây mới là một tình huống mà Jota khiến người ta nhớ tới anh. Mặc dù là sân trơn, nhưng ý chí và sự quyết tâm của Jota đã giúp cho anh có được bàn thắng tiếp theo cho các cầu thủ Liverpool. Quá khó cho kiểm soát bóng từ những tình huống đánh chặn ở ngoại hạng Anh. Thì Chelsea cũng là đội giành quyền kiểm soát bóng ở 1/3 cuối sân của đối phương nhiều nhất. Điều có Jota. Hãy cùng xem lại thứ này. Conor Bradley là người đã cắt được đường truyền. Pha lên bóng của Ben Chilwell là không đủ tốt. Và chính Bradley đã chuyền bóng cho Jota thực hiện một pha sộc thẳng vào trung tâm hàng phòng ngự của Chelsea. Rất táo bạo. Đó có lẽ là phương án khó nhất dành cho Diego Jota trong pha bóng này. Nhưng cầu thủ người Bồ Đào Nha đã làm được. Có vẻ như bóng đã chạm tay của Diego Jota. Trái bóng bật lên và đập vào tay của Diego Jota. Chúng ta sẽ cần một góc quan sát. Một đường truyền mở cơ hội cho Raheem Sterling ở đầu trận. Luis Diaz, tốc độ của Conor Bradley. Conor Bradley dứt điểm. Tại ngoại hạng Anh, hít thở bầu không khí của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Và bây giờ thì Conor Bradley có được bàn thắng đầu tiên tại giải bóng đá ngoại hạng Anh với một pha băng lên và dứt điểm vô cùng quyết đoán. Hậu vệ trái của Chelsea là Ben Chilwell đã bị Diogo Jota loại bỏ. Và anh không thể theo về trong tình huống phòng ngự này. Bradley đã rất thoải mái. Và mở biên rất tốt của Virgil van Dijk. Conor Bradley. Rất nguy hiểm. Phải ra hai biên của Liverpool trong trận đấu này. Từ Konate cho đến Virgil van Dijk đều vô cùng chính xác. Và nó đã mở ra cơ hội cho Conor Bradley có được pha kiến tạo dành cho Dominic Szoboszlai. Ở phía sòng, bộ đôi trung vệ của Chelsea thực sự là đã không có được những tình huống áp sát kết.